Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin COVID biến thể mới đột biến khủng khiếp, làm dấy lên lo ngại khắp nơi. Điều đáng lo ngại là loại virus này hiện đã hoàn toàn khác xa so với bản gốc xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là vaccine được thiết kế bằng cách sử dụng chủng ban đầu có thể không có hiệu quả. Chúng ta đã trở lại lãnh địa quen thuộc, mối lo ngại ngày càng tăng về một biến thể virus corona mới xuất hiện tại Cộng hòa Nam Phi. Hiện mới chỉ là thời kỳ đầu và các ca nhiễm chủ yếu tập trung ở một tỉnh của Nam Phi, nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy nó có thể đã lan rộng hơn và hiện nay nhiều hãng hàng không trên thế giới đã dừng chuyến bay từ Nam Phi về các nước. Đây là hình ảnh mô phỏng virus corona. Ngay lập tức những câu hỏi xung quanh việc biến thể mới này lan nhanh như thế nào, khả năng nó vượt qua một số biện pháp bảo vệ của vaccine và cần phải làm gì với biến thể này. Có rất nhiều suy đoán nhưng rất ít câu trả lời rõ ràng và điều này càng nguy hiểm hơn đối với Việt Nam khi tiêm chủng đang ngày một phát triển nhưng chưa đến tận người dân. Vậy chúng ta nghĩ gì về biến thể này? Biến thể này được gọi là B1B529 có khả năng sẽ được Tổ chức Y tế Thế giới đặt một cái tên mã Hy Lạp giống như các biến thể Alpha và Delta vào thứ Sáu. Virus này bị đột biến rất nhiều, giáo sư Tullio, giám đốc Trung tâm Đổi mới và Ứng dụng Dịch tễ ở Nam Phi cho biết có một tổ hợp đột biến bất thường và nó rất khác so với các biến thể từng hoàn thành. Biến thể này làm cho chúng tôi ngạc nhiên, nó có một bước tiến hóa lớn và nhiều đột biến khác, ông nói. Trong một cuộc họp báo, giáo sư The Oliver cho biết nhìn chung có 50 đột biến và hơn 30 đột biến trên protein đột biến. Đây là mục tiêu của hầu hết các loại vaccine và là chìa khóa mà các virus sử dụng để mở cửa xâm nhập vào các tế bào cơ thể của chúng ta. Chúng to hơn nữa và đến vùng liên kết của thụ thể, đó là phần của virus tiếp xúc đầu tiên với tế bào của cơ thể chúng ta. Và nó có 10 đột biến so với chỉ có 2 đột biến của biến thể Delta hiện đang càn quét khắp nơi trên thế giới, gây cái chết cho hàng trăm ngàn người. Mức độ đột biến này rất có thể đến từ một bệnh nhân không thể đánh bại virus này. Nhiều đột biến không có nghĩa là xấu, điều quan trọng là phải biết những đột biến đó thực sự đang làm gì. Nhưng điều đáng lo ngại là loại virus này hiện đã hoàn toàn khác xa so với bản gốc xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là vaccine được thiết kế bằng cách sử dụng chủng ban đầu có thể sẽ không có hiệu quả với loại virus này. Đây là hình ảnh chợ Vũ Hán, nơi bán động vật hoang dã, được cho là nơi xuất phát của virus corona chủng mới đầu tiên từ hồi đó lan ra toàn thế giới. Một số đột biến đã được nhìn thấy trước đây trong các biến thể khác, điều này cho thấy vai trò có thể có của nó trong biến thể này. Ví dụ N501Y dường như đã khiến cho virus corona lây lan dễ dàng hơn giữa người với người. Có một số loại biến thể khác trong đó khiến các kháng thể khó nhận ra virus hơn và có thể làm cho vaccine kém hiệu quả hơn, nhưng có một số biến thể khác hoàn toàn mới. Giáo sư Richard từ Đại học tại Nam Phi cho biết, họ khiến chúng tôi lo ngại rằng loại virus này có thể tăng cường khả năng lây truyền, tăng cường khả năng lây lan từ người sang người, nhưng cũng có thể xâm nhập vào các bộ phận của hệ miễn dịch. Đã có rất nhiều ví dụ về các biến thể có vẻ đáng sợ trên nghiên cứu, nhưng chẳng thấy có đe dọa gì cả. Biến thể Beta là mối quan tâm hàng đầu của mọi người vào đầu năm vì nó là loại giỏi nhất trong thoát khỏi hệ thống miễn dịch. Nhưng cuối cùng thì Delta lây lan nhanh hơn, đã chiếm lĩnh thế giới. Giáo sư Ravi từ Đại học Cambridge cho biết khả năng của Beta là chỉ thoát khỏi hệ thống miễn dịch. Delta có khả năng lây nhiễm và thoát miễn dịch khiêm tốn, trong khi loại biến thể mới có cả hai khả năng này ở mức độ rất cao. Các nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm sẽ đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn, nhưng câu trả lời sẽ đến nhanh hơn từ việc theo dõi virus trong thế giới thực. Vẫn còn khá sớm để đưa ra kết luận rõ ràng, nhưng đã có những dấu hiệu gây lo lắng toàn cầu. Đã có 77 ca nhiễm được xác nhận ở tỉnh Quang Thanh ở Nam Phi, 4 ca ở Botswana và 1 ca ở Hồng Kông có liên quan trực tiếp đến du lịch từ Nam Phi. Đây là hình ảnh các nhân viên y tế ở bệnh viện truyền nhiễm ở Nam Phi, nơi COVID đột biến mới đang lây lan nhanh chóng. Tuy nhiên, có những manh mối cho thấy biến thể này còn lan rộng hơn nữa. Biến thể này dường như cho kết quả kỳ quặc, được biết đến như loại bỏ gen S trong các xét nghiệm
và tiêu chuẩn và có thể được gửi và dùng để theo dõi biến thể này mà không cần thực hiện phân tích di truyền đầy đủ. Điều đó cho thấy 90% các ca nhiễm ở Gauteng có thể là do biến thể này và nó có thể đã có mặt ở hầu hết các tỉnh ở Nam Phi. Nhưng điều này không cho chúng ta biết liệu nó có lây lan nhanh hơn Delta hay không, có nghiêm trọng hơn hay nó có thể lách khỏi sự bảo vệ miễn dịch từ việc tiêm chủng ở mức độ nào. Nó cũng không cho chúng ta biết biến thể này sẽ lây lan như thế nào ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn nhiều so với con số 24% ở Nam Phi, mặc dù một số lượng lớn người dân tại nước này đã nhiễm COVID. Vì vậy, hiện tại chỉ còn lại một biến thể gây ra những lo ngại đáng kể, mặc dù có những lỗ hổng lớn trong kiến thức của chúng ta, và là một biến thể cần được theo dõi chặt chẽ, cần đặt ra những câu hỏi sâu về việc cần phải làm gì và khi nào. Bài học của đại dịch là bạn không thể luôn đợi đến khi bạn có tất cả các câu trả lời. Và gần đây, liên quan đến vấn đề virus corona đã xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa ở Việt Nam, việc thêm ca tử vong thứ tư sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc. Đây là hình ảnh công ty giày kim Việt Nam, nơi hai nữ công nhân tử vong khi tiêm vaccine của Trung Quốc. Sáng ngày 26 tháng 11, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa xác nhận ca tử vong thứ tư liên quan đến sự cố của tiêm vaccine COVID-19 Verocell của Trung Quốc ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Ca thứ tư là một phụ nữ 36 tuổi, nằm trong số 9 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, tử vong sau hơn 2 ngày can thiệp ECMO. 8 người còn lại trước đó được tiêm tiên lượng nguy kịch, kiệt sức khỏe, nhưng giờ đã ổn định hơn. Gần 60 người khác có biểu hiện phản ứng nhẹ đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, cũng đang tiến triển tốt, tâm lý ổn định, chờ xuất viện. Tất cả bệnh nhân đều là nữ, từ 25 đến 30 tuổi, là công nhân của công ty giày Kim Việt. Họ cùng với khoảng 400 công nhân của công ty được tiêm vaccine Verocell vào hôm 23 tháng 11. Hôm 18 tháng 11, huyện Nông Cống được cấp 53.000 liều vaccine Verocell theo kế hoạch tiêm phòng COVID-19. Vào ngày 23 tháng 11, huyện bắt đầu tiêm vaccine Verocell trước cho 13.400 người đã tiêm mũi 1, theo kế hoạch sẽ được tiêm tiếp mũi 2, và 16.500 người ở độ tuổi từ 18 đến 49 tiêm mũi 1. Tuy nhiên, khi tiêm được khoảng 10.000 liều thì hai chục nữ công nhân của công ty giày Kim Việt xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó có 5 người phản ứng phản vệ. Đến sáng ngày 24 tháng 11, hai người tử vong, người thứ ba mất vào chiều cùng ngày. Chiều ngày 25 tháng 11, thêm một người nữa qua đời. Tối ngày 25 tháng 11, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, Hội đồng Tư vấn chuyên môn nhận định 3 nữ công nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 ở huyện Nông Cống là do sốc phản vệ, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng. Lãnh đạo của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị tạm dừng tiêm vaccine Verocell trên phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa, trong khi chờ Bộ Y tế có quyết định xử lý. Đây là hình ảnh các cơ quan đoàn thể của tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình có người tử vong do tiêm vaccine của Trung Quốc. Được biết, Sở Y tế của tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo. Và trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác nhận tin này với báo Tuổi Trẻ như vậy. Sở Y tế của Thanh Hóa cũng đang tiến hành điều tra vụ việc. Tối nay, đoàn điều tra xong và Sở Y tế Thanh Hóa quyết định thời gian họp hội đồng chuyên môn xem xét nguyên nhân. Bà Dương Thị Hồng đã nói như vậy. Vào tháng 9 năm nay, Chính phủ Việt Nam cũng ban hành nghị quyết số 110 về việc mua tới 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm của Trung Quốc. Nghị quyết này nêu rõ Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tờ trình và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine này, đảm bảo chất lượng vaccine, hiệu quả, tiến độ trong phòng chống dịch. Trước đó, vào hôm 28 tháng 9, cũng xảy ra một ca tử vong ở Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tiêm vaccine Pfizer. Sau đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói kết luận ban đầu của chuyên gia không ghi nhận bằng chứng tử vong liên quan đến chất lượng của vaccine. Hôm 5 tháng 11, tỉnh Gia Lai cũng cho biết đang điều tra để xác định nguyên nhân của một người phụ nữ trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin VinFast phản hồi sẽ giao xe cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022. Một lãnh đạo của chi nhánh VinFast đặt tại Mỹ mới đây nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng hãng ô tô của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng sẽ giao xe cho người mua ở Mỹ sau khoảng một năm nữa
kể từ thời điểm này. Đây là câu trả lời của bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast tại Mỹ, dành cho câu hỏi của Đại diện Hoa Kỳ về phản ứng của hãng đối với mối hoài nghi của công chúng và một số chuyên gia về khả năng thực hiện lời tuyên bố của hãng trong nhiều dịp khác nhau rằng loại xe của VinFast sẽ đến tay người dùng ở Mỹ chậm nhất là vào cuối năm 2022. Trong một email gửi cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào hôm 24 tháng 11, bà Nguyễn Hương Giang cho hay hãng ô tô nổi danh ở Việt Nam nhưng hầu như vô danh trên thế giới, kể cả ở Mỹ, đã bắt đầu thử nghiệm xe, lên kế hoạch sản xuất xe và thực hiện các nghiên cứu thị trường, bán hàng. Tất cả đều đang được thực hiện theo những điều kiện khắt khe nhất và theo tiêu chuẩn thị trường. Dự kiến chúng tôi sẽ giao xe E35 và E36 cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022. Nữ phó tổng giám đốc của VinFast tại Mỹ đã cho biết như vậy. Đây là hình ảnh tổng giám đốc toàn cầu của VinFast Michel giới thiệu mẫu xe E35 tại triển lãm xe Los Angeles vào ngày 17 tháng 11. Cũng như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin, VinFast vừa cho ra mắt hai mẫu xe tiện ích thể thao chạy bằng điện ở triển lãm xe hơi Los Angeles vào cuối tuần thứ ba của tháng 11 với những hoạt động quan hệ công chúng rầm rộ được báo đài quốc tế và các kênh cá nhân trên nền tảng mạng xã hội đưa tin rộng rãi, đồng thời cũng gây ra nhiều xúc động trong không ít người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, một số người am hiểu về ngành ô tô, trong đó có tiến sĩ Trương Ký Hoàng Phương, một chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm ở Đức, nhận định rằng việc xe VinFast được người tiêu dùng lái trên các con đường Mỹ vào cuối năm 2022 là điều bất khả thi. Ông Phương, chuyên gia kiến trúc của các dòng xe điện thế hệ mới của BMW, chỉ ra rằng tại triển lãm đang diễn ra ở Mỹ, mẫu xe E35 là phiên bản còn đang dở dang, chưa hoạt động được, trong khi mẫu E36 mới chỉ ở dạng làm bằng đất nặn, chuyên nghiệp. Xét theo quy trình chuyên ngành chế tạo xe hơi, hai mẫu xe trên còn chưa đạt đến cấp độ prototype, tức là bản nguyên mẫu đã chạy được. Tiến sĩ Phương đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong khi đó, từ bản prototype, ít nhất cũng phải mất một năm mới có thể sản xuất ra xe, có đầy đủ giấy phép để bán cho khách hàng. Ông Phương đã nói, và vì vậy ông khẳng định khung thời gian từ nay đến cuối năm 2022 là không thể đủ để VinFast thực hiện tuyên bố của họ. Một cơ sở khác để nhiều người nghi ngại là ngay cả mẫu xe E34 ở trong Việt Nam tuy đã mở bán và nhận đặt cọc của người mua từ cuối tháng 3 với lời hứa là sẽ giao xe vào tháng 11 năm nay. Song thực tế, chưa có bất kỳ chiếc xe nào đến tay khách hàng ở trong nước. Đây là hình ảnh chiếc xe E34 dành cho thị trường Việt Nam. Như vậy thì làm sao hãng có thể sản xuất hai mẫu xe lớn hơn, mới hơn và giao sang Mỹ trong khoảng thời gian không còn nhiều? Đó là câu hỏi mà không ít người nêu ra trên mạng xã hội và các diễn đàn về xe hơi. Xác nhận với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về việc chưa có mẫu xe E34 để giao cho khách hàng ngay trong Việt Nam, một đại lý bán xe hơi VinFast ở Hà Nội đã nói rằng: về xe E34, chúng tôi đang nhận cọc chương trình thôi, chứ chưa có xe ra đâu. Chắc phải tầm đầu năm sau, tức là 2022 mới có xe. Người này nói thêm rằng, ban đầu kế hoạch của hãng đặt ra là giao xe vào tháng 11 hoặc tháng 12 này, nhưng do dịch Covid-19 nên việc giao xe bị chậm một chút. Tỏ ra tự tin về việc xe E34 sẽ sớm đến tay khách hàng, vẫn là đại lý bán xe Hà Nội nói rằng những ai muốn mua xe cần đặt cọc 50 triệu đồng ở thời điểm này và sẽ nhận xe vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2022. Người này còn đưa ra nhận định rằng bây giờ chúng tôi bị trễ thì cũng chỉ trễ tầm 1-2 tháng thôi chứ không thể để lâu được. Trong khi đó, một đại lý xe VinFast ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một bức thư khác hoàn toàn. Thực sự mà nói là chưa có thời gian chính xác luôn. Khách đặt từ hồi tháng 3, tháng 4, giờ còn chưa có xe nữa. VinFast đâu có chốt thời gian giao xe bao giờ. Giờ là chưa chốt luôn. Bên cạnh những nhận định ít lạc quan từ một bộ phận trong công chúng về một số chuyên gia về khả năng, VinFast khó có thể giữ lời hứa về giao xe ở Mỹ. Báo đài quốc tế và các nhà phân tích chuyên ngành xe hơi cũng bàn đến tương lai cạnh tranh đầy khó khăn của VinFast tại Mỹ. Một số báo đài và các nhà phân tích bình luận diễn ra trường hợp các hãng xe Trung Quốc hay Pháp đã thất bại trong việc chinh phục thị trường Mỹ và bày tỏ lo ngại cho VinFast. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast tại Mỹ. VinFast đã tự tin về thành công ở Mỹ, trao đổi về vấn đề này với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ qua email. Phó Tổng Giám đốc VinFast ở Mỹ, bà Nguyễn Hương Giang khái quát về con đường của hãng xe non trẻ mới có lịch sử hoạt động dài có 4 năm và đến từ Việt Nam như sau.
Mỗi hãng xe đều có chiến lược riêng để chinh phục thị trường, với chiến lược cạnh tranh bằng sản phẩm tốt, giá hợp lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc, đồng thời có sự nghiên cứu kỹ về thị hiếu khách hàng, chúng tôi tự tin sẽ thành công tại thị trường Mỹ nói riêng và các thị trường quốc tế khác nói chung. Bà Giang cũng không cung cấp thêm chi tiết về chiến lược của VinFast, song theo tìm hiểu của Đài tiếng Hoa Kỳ, trong các dịp khác nhau, bản thân tỷ phú Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo của tập đoàn mẹ Vingroup cũng như các hãng như VinFast cho hay họ nhắm đến những khách hàng ở Mỹ muốn chuyển từ xe có động cơ đốt trong sang xe chạy bằng động cơ điện. Phân tích về chiến lược của VinFast từ góc nhìn của chuyên gia, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, Việt Kiều ở Đức chỉ ra rằng việc VinFast tuyên bố sẽ mở tới 60 điểm bán hàng chỉ riêng trong bang California vào năm 2022 cho thấy họ muốn đặt trọng tâm vào khách hàng đang chạy xe xăng, dầu tại bang này. Đây là động thái của VinFast sớm đón đầu làn sóng mua xe điện của người dân California trong vòng 9 năm tới, vì chính quyền tiểu bang đã ban lệnh bắt buộc xe cộ thông dụng không được phát thải kể từ năm 2030. Tiến sĩ Phương đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk, người sáng lập ra xe hơi điện Tesla ở Mỹ. Căn cứ vào các tuyên bố úp mở của lãnh đạo Vingroup và VinFast về việc định giá cạnh tranh cho dòng xe E35 và E36 so với các xe cùng động cơ đốt trong, ông Phương dự đoán hãng xe Việt sẽ áp dụng chính sách tương tự với những gì đã tuyên bố về xe điện E34 ở Việt Nam. Đó là không tính chi phí khấu hao, không tính chi phí tài chính và không tính lãi để đưa vào giá bán xe, giảm giá xe trực tiếp hoặc thông qua các hình thức phiếu quà tặng cho những khách hàng đầu tiên, cho thuê thay vì bán pin, vân vân. Các bước đi này nhằm giúp giá bán xe điện của VinFast trong giai đoạn đầu không quá cao so với xe xăng, dầu ở Mỹ, ông Phương đã nói. Tuy nhiên, ông cho rằng các chính sách này vẫn chưa đủ tại thị trường Mỹ, vì trong thời gian một vài năm trước mắt, xe của VinFast phải lắp ở tại Việt Nam rồi lại vận chuyển sang Mỹ, phải trả thuế nhập khẩu, nên chi phí tăng lên và bị bất lợi so với xe xăng, dầu được chế tạo và bán trực tiếp tại thị trường Mỹ. Mặt khác, tiến sĩ Phương dự báo rằng mô hình bán xe cho thuê pin sẽ không hấp dẫn với khách hàng Mỹ vì đa số muốn mua đứt bán đoạn, chứ họ không muốn chỉ mua xác chiếc xe và bị ràng buộc về pin khi muốn bán xe. Từ những vấn đề kể trên, tiến sĩ Phương dự đoán rằng có nhiều khả năng là VinFast sẽ nghiêng về xu hướng mang xe đến tay người tiêu dùng theo hình thức cho thuê xe ở Mỹ. Đây là hình ảnh Los Angeles, bang California, Mỹ là nơi người Việt Nam sinh sống đông nhất. Ông Phương nói cụ thể hơn như sau. Nghĩa là VinFast cho thuê xe thời gian đầu, ai thích thuê thì chạy, trả tiền hàng tháng, không thích thì trả lại, không thuê nữa. Thích thì sau này có thể mua xe và trả số tiền còn lại sau khi trừ đi số tiền đã trả để thuê xe. Và Việt Kiều chính là sứ giả cho thương hiệu của VinFast là câu hỏi cũng được đặt ra. Để giành được chỗ đứng chân ở thị trường Mỹ, vốn khét tiếng về mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các hãng xe, các khách hàng tiềm năng là người Mỹ gốc Việt ở California sẽ được VinFast xem trọng nhất và nhắm đến nhiều nhất. Tiến sĩ Phương đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Củng cố cho lập luận của mình, chuyên gia lâu năm của hãng BMW đưa ra hai lý do như sau. Thứ nhất, California là nơi có người gốc Việt sinh sống đông nhất ở Hoa Kỳ và cả trên thế giới. Thứ hai là khác với những khách hàng khác ở Mỹ nói chung, khách hàng gốc Việt là sẽ sẵn sàng chi trả ngay cả khi giá của VinFast cao hơn các loại xe khác, trong khi còn chưa rõ chất lượng xe ra sao. Điều này có liên quan đến yếu tố tinh thần dân tộc. Đây là một điểm có lợi cho VinFast để có thể bán được xe. Một số thủ thuật bán hàng khác mà VinFast có thể áp dụng để lôi kéo người mua gốc Việt là khuyến mãi cho họ với giá vé máy bay miễn phí về Việt Nam chẳng hạn, nghỉ dưỡng ở các khách sạn, resort hoặc sử dụng các dịch vụ khác trong hệ thống thuộc tập đoàn VinFast Group, hay dành cho họ ưu đãi nếu họ đầu tư vào bất động sản của tập đoàn. Tiến sĩ Phương đã tiền liệu như thế. Và việc mời MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện và phát biểu tại buổi ra mắt xe VinFast tại triển lãm xe hơi Los Angeles cho thấy hãng nhắm mục tiêu vào đối tượng khách hàng gốc Việt. Mỗi khách hàng gốc Việt sẽ là một sứ giả cho thương hiệu của xe VinFast tại Mỹ trong tương lai. Ông Phương đưa ra quan sát của mình như vậy.